giăng lưới bắt dơi luôn. Đâu đâu gọi gọi đèn vô. Ồ dính nhóc luôn kìa. Đó. Con chú còn chưa thấy nữa, tối quá. Mình không biết được nha. Xuống hàng hết rồi dễ gì. Xuống hàng mình không biết nổi đâu. Cái đúng. Chỗ ở dưới đó đúng là có hàng không chú? Ở dưới đó có hàng dê đó. Cái hàng dê hả? Hàng dê. Đâu? Nó chỗ mình bước lên nãy cặp vách đây là có hàng dê đó. Chục rồi chục bước xuống rồi. Dạ, dạ, dạ. Vô trong bay luôn. Dơ dạ. Nhưng mà ông vô một cái ông giận luôn. Nhiều không? Dơ nó bay tua ra trời thấy. Dơ nhiều lắm, nó đeo cái con đá gì nè. Dữ lắm luôn hả? Ừ. Nó chút xuống đi rồi chui vô nó bao bay cho thấy. Dòm nó đeo rồi bay cho thấy. Ừ. À, cương hàng dơi đó, ở trong đó. À, ai muốn ăn dơi là lên lên đó là vô nó bắt. Dơi 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 dơi. Phải nói là tập cuối cùng của ngọn núi Tượng Hội Sơn thì mấy anh em mình tiếp tục khám phá hang dê ở núi Tượng Hội Sơn này. Khám phá hang dê theo sự chỉ dẫn của chú Út, người địa phương ở đây. Rồi mời bà con đồng hành cùng với mình và anh gốc miền Tây tiến về hang dê của núi Tượng Hội Sơn, An Giang. Đi qua hang dê, đi qua hang dê. Đâu rồi chú Út đâu rồi? Rồi rồi rồi. Phải nói là một ngày khám phá mưa. Hả gì? Chuột hả? Bự không? Chuột rừng hả? Chuột núi hả? Trời ơi, chuột núi, lần đầu tiên thấy chuột núi luôn. Nó giống như chuột cơm không chút? Giống như chuột đồng mình chứ ha. À vậy là hai gì? Chuột quan giả ngoài đồng, bây giờ chuột sống trên núi thì cũng giống như chuột đồng của mình. Chuột núi hả? Hôm nay khám phá trong mưa nha bà con. À, nhớ ủng hộ mấy anh em mình và chú Út. Các bạn có duyên đến đây thì nhà của chú ở dưới chân núi. Do mưa nè, mấy anh em mình bỏ đèn rồi. Lát là Tùng lấy điện thoại gọi nha. Bỏ đồ này ở dưới hết rồi. Có đem đèn heo không gốc? Dưới ba lô dưới rồi, nó mang đây. Rồi, hình như là tại mình phải nói lát điện thoại đi. Khám phá đi. Đau là gối quá. Rồi tao đau mà. Đau là gối quá đau quá. Đi từ từ thôi. Từ từ mình bước một thôi. Đừng quá cố. Đi đây. Dẫn đi tới đâu rồi? Chú Út với Tùng đi dưới rồi kìa. Từ từ, cái chân đau rồi. Chân của anh Gốc đau rồi, đau khớp gối rồi. Tôi cũng bị giống như là giãn gân rồi. Cái đầu gối bên trái của mình. Nhưng phải cố gắng khám phá hết sức lực trong ngày hôm nay. Mặc dù dầm mưa, dãi nắng, cũng phải đi. Nhỏ mà con nít mà à, khu vậy là khu vực này là ông hổ xuất hiện chỗ bà hai đó ha chú, khu vực này đó ha, chỗ nào chú hai rồi, chỗ cây bự đó, chỗ cái cây bự thì nói chung là khu ở đó đó. Dạ, tới hàng dơi sâu không chú Út? Sâu không tới hàng dơi à? Hàng dơi nè. Ô hang này khá rộng à. À bự à, bự ha. Tới hàng dơi nha bà con. Văn lưới bắt dơi luôn. Đâu đâu gọi gọi đèn vô. Ồ dính nhóc luôn kìa. Đó. Con chú còn chưa thấy nữa, tối quá. Có đèn lát không, mở đèn lát. Xà lắm không thấy. Trẻ đeo cục cục. Một tư dơi khá là nồng. Một ai đi văn lưới rồi nè. Cái trên đó bỏ văn lưới kìa, này là những cái lưới bắt dơi nè, dơi đang đậu trên đó đó. Ờ, cái mùi con dơi nó nồng nặc quá. Giờ mấy anh em tiến vô đi, đặng quay thấy dơi đi. Đó tới đi.
vô đi ăn cho thấy dây. Bây giờ mình quay vào sâu luôn, có gì có gì đâu phải sợ. Đó bây giờ đó. Đây. Kìa. Bự kìa. Dưa quả. Vào luôn. Mình chưa thấy được. Vào luôn đi anh gốc ơi. Cái khe rất là sâu luôn. Đó đây. Vào đây mùi của phân dơi nó nồng nặc lắm. Kìa kìa, mình thấy rồi kìa. Đấy nè, trên đây nè, rất là nhiều nè. Wow. Các bạn thông cảm cho anh em mình nha. Điều kiện ánh sáng quá tối rồi. Rất là tối. Đây nè bà con. Hết tiếp hàng dơi lớn ha. Các bạn thông cảm đi thẳng vô đi đồng. Đi nội đèn. Chẹo lên được, có đường đó. Cầm cái này đấy. Nó khá là mờ nha, nồi quá. Sâu lắm, cái hai cái khe đá này rất là lớn. Đóng trống luôn kìa. Đâu. Tiến sâu vô. Sâu vô luôn. Được, vô đi. Vô đi. Được. Vô luôn đi, có đường đi mà. Chưa thấy nó bay ra nữa nè. Chưa giờ nào bay ra. Nó đang đậu. Vô đi cho nó bay ra đi. Vô đi, có gì đâu mà sợ. Có vui phía sau nè. Có gì không? Thấy chưa? Có thấy con nào không? Không thấy con nào hết trơn á. Tối quá. Đi thẳng vô đi, đi thẳng vô cho nó bay đi, có đường đi mà. Nó giăng lưới mà, nó giăng lưới thì còn cái gì nữa đâu. Giăng lưới treo từ trên kia mấy cái đám lưới. Kìa, anh đang bò kìa. Đó anh gì, anh đang bò đó anh gì? Không thấy được luôn. Đó anh đang bò chích nè, đó. Thấy chưa? Thấy à. Nè. Xa lắm, không thấy nổi. Nè, tôi đang thấy nè, tôi đang quay nè. Nè, nó đang bò nè, đó, bò như chuột kia đó. Đó. Thấy à, thấy trên kia là xa lắm, mà nhìn không thấy được. Đúng rồi, với lại trong đây không có ánh sáng. Quá xa, ánh sáng quá yếu. Xong rồi Tụng, trong đó có thấy dây không? Ánh sáng quá yếu rồi các bạn ạ. Muốn quay vô luôn đi, vô thẳng luôn đi. Vô nó bay ra là mình sẽ thấy được thôi, mình quay được à. Không thấy được nhiều. Không, tôi tiến lên luôn. Cái gì phải sợ hết. Tôi cố gắng sẽ đi tới tận cùng. Đó, vô đi. Trâu luôn đây nè. Kìa, đó nó bay kìa. Có là nó dằn vô sâu nó, tại vì nó nghe, nhiều khi nó nghe âm thanh. Nó giúp gì nè. Có nó bay ra nè. Ừ, kìa. Nó chui vô mấy cái hốc đá hết rồi. Như là nó màu đen, nó ẩn đó. Nó ẩn trong mấy bụi. Rồi nó bay đó các bạn, thấy chưa? Bây giờ nó bay chưa? Đó, bây giờ nó bay. Đó, bay ra, bay vô. Ok. Ở giờ gọi mấy cái dưới cái hang, ở dưới này có hang nè. Ở dưới đây có không? Ở dưới khe đá nè, trong đây nè. Cái khe đá. Có không? Đây là lưới nè bà con. Lưới nè. Nó giăng rất là nhiều. Dê còn rất là ít. Chú Út nói ngày xưa là dê ở đây rất là nhiều. Thôi, dê này xuống rồi. Chú mày xuống rồi. Thôi xuống đi, ra đi. Thôi, anh em của tôi đi ra thôi. Kết thúc khám phá hai dê chỗ này. Thôi. Đi ra. Cái khe hết sức là cái đá hết sức lớn nha. Rồi mấy anh em kết thúc hành trình khám phá hang dơi ở đây. Kẹt hay dạ? Bọn thủy túi cái này được nổi. À, từ từ thôi. Rồi cuối cùng tạm biệt bà con nha. Nhớ để lại cho hai anh em mình nhờ cái đăng ký kênh để có động lực đi quay thật nhiều clip cho bà con xem. Cảm ơn bà con đã xem. Chúc sức khỏe và tạm biệt. Bây giờ ra cũng là rất là khó khăn nha bà con, tại vì mưa nước nó trơn, lên thì nó có độ bám, khi chúng ta xuống nó dễ bị đây nè. Ra đây nhìn thấy lưới nè, lưới giăng nè, còn gì cổ dân tới nỗi mà không còn dê, là chỉ còn những con dê con thôi. Bây giờ chỉ còn những dê con thôi, chứ giờ chăn lưới kiểu này là dê bự là bắt hết rồi, còn dê con nè. Cái lưới này khá là nguy hiểm, bắt dê là bắt con này, bắt tới nỗi mà lưới bị gắt và bỏ lưới luôn, banh lưới luôn, bỏ luôn, có nghĩa là đã bắt hết rồi, không còn đi bắt nữa. Thôi cảm ơn. 5 giờ luôn rồi, tới nhà 7 giờ quá mà nay đi quá không quắp xuống rồi. Xuống đường nào? Đây cận cảnh thằng dê chia tay.